Nè, hai dẻ, làm gì á? Lấy cái bóp qua giùm ba coi. Nhanh lên lấy cái bóp qua đây cho ba đi ăn coi. Đi con, nhanh lên. Dẻ, đứng liền dậy lấy cái bóp coi. Dẻ đứng dậy đi ba cho ăn nè. Đó đó, sẵn đứng dậy lấy cái bóp cho ba coi. Lấy cái bóp qua cho ba, nhanh lên. Thiệt tình luôn á. Rồi giờ có muốn ăn không? Ăn đúng không? Nhờ chút á thì không có chịu làm gì hết trơn á. Ăn á thì giỏi lắm à. Ăn gì? Giờ muốn ăn gì? Kêu không nghe á thì có ăn đòn thôi chứ ăn gì. Tại sao ba kêu mà con không chịu nghe hả? Đâu có cái gì. À, đeo phone nãy giờ cho nên là không có nghe ba nói đúng không? Nè ha, cái này á không phải cái phone nha. Cái này là cái bịch tai cho đỡ lạnh, đi chung với cái bộ đồ á. Đừng có giả bộ vậy nha. Không có ăn uống gì nữa đó. Và giờ đây tôi muốn khóc thật lớn.